song sinh đùa giỡn suốt ngày, Hà Trí Quang, Thanh Đòn cũng bất lực, mệt mỏi quá rồi. Cặp song sinh nhà Hà Trí Quang và Thanh Đòn này đã được 3 tháng tuổi trong vô cùng cứng cáp và đáng yêu. Cuối năm 2022, Hà Trí Quang và Thanh Đòn chào đón cặp song sinh ca ca muội muội bằng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm và nhận được nhiều lời chúc mừng từ khán giả. Mặc dù đã tốn rất nhiều tiền để có con, song đây là món quà vô giá mà cặp đôi có được nên có chi bao nhiêu cũng cảm thấy xứng đáng. Mới đây Thanh Đoàn và Hà Trí Quang vui vẻ đăng tải video chơi đùa cùng hai con trên trang cá nhân, khiến dân tình không khỏi thích thú. Đến thời điểm hiện tại, ca ca muội muội đã tròn 3 tháng tuổi và ngày càng cứng cáp, la lợi. Đặc biệt, nhiều người phát hiện con trai có vẻ ngoài giống hệt Hà Trí Quang và dự đoán trong tương lai, cậu bé sẽ trở thành xoái ca điện trai trắng trẻo như cha Quang mà ba cô gái mơ ước. Theo đoạn video chia sẻ, Hà Trí Quang và Thanh Đoàn đã luyện tập cho ca ca muội muội cách bật dạy tập thể dục hai nhóc tỳ đều tỏ ra hào hứng khi chơi trò chơi mới bên cạnh đó bạn trai nam diễn viên còn tiết lộ thời gian gần đây cặp song sinh bắt đầu có thói quen cà rỡn với hai cha mỗi lần cho uống sữa đều không chịu uống mà cứ nhìn cha quan và ba đòn cười suốt khiến ai cũng phải bất lợt dạo này còn có thói quen cà rỡn với em nữa mọi người mỗi lần cho con uống sữa là cứ cười giỡn mít thôi tôi mệt mỏi lắm rồi tôi rất mệt mỏi Bây giờ một là uống hai là không nói một tiếng chứ đừng có nhìn tôi cười hoài như vậy Thanh Đoàn giả vờ tức giận để trêu chọc ca ca Muội. mụi Khoảng khắc đu giận của hai trí quan và Thanh đòn đã khiến khán giả không khỏi thích thú. Nhiều người đã gửi lời chúc đến ca ca mụi mụi mau ăn chúng lớn, luôn khỏe mạnh và trở thành người có ích cho xã hội. Mặc dù bận rộn với công việc, song cặp đôi vẫn cố gắng dành thời gian lo cho các con. Sau 3 tháng ca ca mụi mụi về nhà, cả hai đã dần quen với cuộc sống của những ông bố bỉm, tạm nhận biết lúc con đang đói, con đang buồn ngủ, con tiểu tiện. Hà Trí Quang và Thanh Đoàn thường xuyên phải thức trắng đêm để chăm con vì trẻ nhỏ thường xuyên quấy khóc. Có đêm phải đến 11, 12 giờ mới được ăn tối sau khi các con chìm vào giấc ngủ. Cặp đôi cho biết ban ngày đã có ông bà nội, các cô dì chú bác phụ trách chăm nom hai con nên đỡ phần nào. Tuy nhiên vào ban đêm, cả hai phải luôn phiên thay ca để chăm con. Khi các bé khóc, Hà Trí Quang và Thanh Đoàn liên tục phổ danh, Mặc dù cực nhọc như vậy, song họ vẫn quyết định không thuê phú em để phụ vì luôn muốn tự chăm sóc các bé mới có được nhiều tình cảm đặc biệt. Biết rằng sẽ có những khó khăn vất vả khi hai người đàn ông phải chăm, nhưng may mắn họ có được sự hậu thuẫn từ gia đình. Bởi vậy mà Hà Trí Quang và Thanh Đoan vẫn có thể làm việc, kiếm thu nhập để mang lại cho hai con tương lai thật sáng lạng. Cách đây không lâu, cặp đôi hào hứng khoe đang xây dựng cơ ngơi thành phố Hồ Chí Minh sau khi hoàn thành căn biệt thự rộng 3.000m2 ở Đồng Tháp. Điều này khiến nhiều người không khỏi trầm trồ bởi cặp đôi quá giỏi, khi chỉ trong thời gian ngắn đã tạo dựng cho khối tài sản khủng như thế. Hai bé ca ca muội muội sau này lớn lên chắc chắn sẽ sung sướng lắm đây.